Chào mừng các bạn đã đến với Đi giữa trời rực rỡ tập năm 11. Thì ra trước đó, cô đã mời Tả đến nhà ăn cơm để hỏi thăm tình hình của Trải sau khi được ông Triệu nhờ và để mắt đến Trải. Hiểu được Trải đang chỉ thú làm ăn, Vũ cũng lấy làm an tâm. Vũ chỉ muốn hỏi Tả tình hình công việc của Trải thế nào. Với Tả cũng chú ý, nhắc Trải giữ gìn sức khỏe nhé. Tưởng gì, Vũ cứ gọi điện thẳng cho thằng Trải ấy, nó chả xứng điên lên. Còn về cái chuyện giữ gìn sức khỏe, Vũ cứ yên tâm. Nó không giữ được sức khỏe, làm sao cầy được tiền. Chuẩn chưa? Cảm ơn Tả nhé. Hôm nay, cô lại đến nhà và tặng cho Trải một món quà. Sụp dai, đó chính là một bộ áo mưa. Vì dạo này trời hay mưa bão nên Pu mới tặng áo mưa cho Trải. Được vợ yêu quan tâm lo lắng thế này, Trải thích không chịu được. Xoay một vòng. Cứ thế ta xoay một vòng, cứ thế ta xoay một vòng. Chất Nhật Bản luôn ấy. Pơ văn vạch luôn. Trải chạy xe, Pu phải mua áo mưa dày dặn một tí để tặng Trải. Thôi, Trải cất vào tủ làm kỷ niệm chứ. Quà của Pu mà lại... Pu mua để Trải dùng, có phải để cất tủ đâu. Dạo này đang mùa mưa bão, thời tiết lại thất thường nữa. Trải đi làm, nhớ phải cẩn thận đấy nhá. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Trải biết rồi. Sẵn tiện trên đường đi làm, Trải cũng đưa Pu về. Trên đường đi, Trải kể với Pu về chuyện mình đi làm với vẻ mặt vui vẻ và tự hào. Trải còn hẹn Pu hôm nào rảnh mình sẽ dẫn Pu đi chỗ này chỗ kia nữa. Khách hàng thì có nhu cầu, Trải tư vấn. Mà người ta còn trả thêm tiền đấy. Giờ còn biết tư vấn cơ. Giỏi thế. Chuyện hôm nào Pu mà rảnh nhá, để Trải làm hướng dẫn viên cho. Trải chở Pu đi ăn với đi chơi. Tụi em đi chết xa, chưa run xe tách côn. Ừ thì phải chốt cái lịch với cả ngày giờ thế nào chứ. Thì đợi bao giờ Pu đi thử hiện về Pu tính. Nice. Con. Trải đến shop của Ngọc Ngà lấy hàng đi ship thì nhận được thông báo cô chủ đã đổi sang mặt bằng mới. Hôm nay Ngọc Ngà livestream hơi vắng khách nên Trải đã gợi ý cho cô chủ hãy ca hát, nhảy múa gì đấy để khuấy động bầu không khí, thu hút người xem. Cô biết khuấy động không khí chứ. Cô biết nhảy biết hát không? Hát nhảy á? Ừ. Tôi chịu, không biết làm đâu. Mấy cái đấy nó đơn giản mà. Hát không biết thì nhảy cũng được. Nhảy đi. Nhảy thả lỏng người ra theo nhạc thôi, có cái gì đâu. Trong lúc đang bày cách cho Ngọc Ngà, Trải đã vừa múa vài đường và vô tình lọt vào khung hình. Bất ngờ thấy khách hàng đã xem và nhận xét Trải nhảy đẹp. Thừa thắng xông lên, Trải nhập hội livestream và chốt đơn tới tấp cùng cô chủ shop. Mọi người đang yêu cầu anh vào live nhảy đấy. Come on everybody, just clap your hands. Cảm ơn anh Dương đã chúc cả gia đình nhà anh Dương hạnh phúc vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Anh Dương 83 86 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh ạ. Lên đơn khác. Các anh chị ơi, mẫu mới nhà em mới về đấy ạ. Dạ chốt đơn, em cảm ơn chị Tina. Em cảm ơn chị Tina đã ủng hộ shop Ngọc Ngà nhà em ạ. Dạ cảm ơn. Trái ngược với sự vui vẻ hào hứng hôm nay của Trải thì Tả lại về nhà với gương mặt buồn hiu, ảm đạm, khác hẳn với vẻ nhì nhố, luyên thuyên như mọi hôm. Về rồi à? Làm sao hôm nay tao gọi điện cho mày cả ngày không được ấy? Ăn cơm đi. À, mày biết hôm nay tao gọi cho mày không được định lấy xe đi tìm mày không? Sao thì phải nói. Trải cố gắng kéo mút giúp thằng bạn thân nhưng bất thành. Hỏi mãi Tả mới tiết lộ rằng hôm nay mình đi tìm mẹ nhưng khi đến nơi mới biết mình đã nhận nhầm. Hôm nay tao đi tìm mẹ. Mày lấy thông tin đấy ở đâu đấy? Có gặp được mẹ không? Tao đến nơi mới biết là nhầm. Bầu không khí bắt đầu bị chùn xuống. Tội nghiệp Tả quá. Ngoài việc xuống thành phố để lập nghiệp thì Tả vẫn không quên tìm kiếm người đã sinh ra mình và bỏ mình mà đi. Thái về nhà thì phát hiện ra đã bị mẹ lừa dối mấy ngày qua. Mẹ Thái không bị đau chân và bà chỉ diễn để con trai trở về. Tại mẹ nghe thấy nói con định bỏ mặc mẹ nên mẹ bức xúc quá. Quên đau ấy mà. Quên đau?
cha mẹ nói dối con à? Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau. Thái cũng khẳng định với mẹ mình sẽ không bao giờ cưới Bảo Anh nên mẹ và Bảo Anh đừng làm như thế nữa. Con đã nói với mẹ rồi, con sẽ không bao giờ cưới Bảo Anh nên mẹ đừng có gán ghép nữa. Và cũng đừng bày những trò trẻ con này nữa. Cười lắm ạ. Buổi tối, cô thông báo với chị Lê và Như Mình sắp đi từ thiện 2 ngày. Chị Lê dặn cô làm gì thì làm nhớ phải cẩn thận. Một mình Như đã lo đủ mệt rồi. Đi với tập thể mà, chị không phải lo đâu. Không phải lo đâu. Khốn tâm cái nhứ do chị còn phải lót sột cả vỏ lên đấy. Cũng hôi lỡ ngớ như em. Chứ chị có tuổi rồi mà không có thằng nào ngó thì có đáng lo không? Con ổng, ổng chăm. Mắt chị em phải chăm. Ở trong bùng của em thì chắc chắn là con của em. Con lao đỏ không nhân thì có thằng khác nhân, lo chi. Như hờn dỗi nói con của ông bố Đường thì ông ấy lo, mình không lo. Chị Lê nhắc nhở Như đừng làm tổn thương đứa bé khi trong bụng con nữa. Ngươi sống thì trước sau chí cũng phải trả giá. Còn em, đừng có làm em bé bị tổn thương trong bụng nữa. Tội nghiệp nó, chưa được sinh ra đã phải gánh hồ mối thù của bố mẹ, làm sao mà chịu nổi. Trong lúc đang học bài, Pu chợt nhớ đến mẹ. Cô ngồi biết nhật ký mà nước mắt lưng tròng. Pu nhớ lại những lời mẹ dặn, nhớ những khoảng thời gian ở trên bàn và những lúc mệt mỏi chỉ muốn được ôm lấy mẹ. Nhưng vì đã hứa với mẹ phải học thật giỏi nên Pu cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Một đêm thật nhiều cảm xúc và đầy ắp những suy nghĩ của cô. Con nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả ghế nữa. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên. Mẹ dế biết không, nhiều lúc con mệt mỏi muốn xà vào lòng mẹ khóc nói con mệt lắm rồi, muốn nghe mẹ dỗ dành như lúc còn ở nhà. Nhưng những lúc đó con chỉ có một mình thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Mẹ ơi, con mong sớm được trở về gặp mẹ. Đừng thoát tâm.